Xin chào tất cả mọi người, mình sẽ bắt đầu với thông tin tình hình dịch Covid trưa ngày hôm nay ngày 6 tháng 8. Thì trong ngày hôm nay thì Chợ Lách vừa phát đi thông báo khẩn là do ghi nhận 4 trường hợp F0 liên quan đến ổ bệnh tại trung tâm y tế huyện Chợ Lách và được phát hiện qua test nhanh tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Thì để chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid-19, trung tâm y tế huyện Chợ Lách đề nghị những ai đến với trung tâm y tế huyện Chợ Lách bao gồm là khám chữa bệnh, nằm điều trị bệnh và người nhà chăm sóc cho bệnh nhân từ ngày 27 đến ngày 2 tháng 8 thì khẩn trương đến trung tâm y tế gần nhất để được hướng dẫn công tác là phòng chống dịch Covid-19. Và thông tin tiếp theo chính là thông tin về ca tử vong số 16 được ghi nhận tại Bến Tre. Thì theo thông tin từ trung tâm y tế huyện Bình Đại đã báo cáo là có một bệnh nhân mắc Covid-19 đã tử vong tại bệnh viện vào ngày 4 tháng 8. Đây là ca tử vong thứ 16 của tỉnh. Thì bệnh nhân tử vong là nữ, sinh năm 1949, có địa chỉ tại xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Bệnh nhân được đưa vào trung tâm y tế huyện Bình Đại lúc 7 giờ sáng ngày 4 tháng 8. Trạng thái là lơ mơ, nói nhảm, khó thở nhiều, co cơ kéo hô hấp phụ. Bệnh nhân được xử trí thở oxy ẩm, điều trị kháng sinh, corticoid, giãn phế quản và điều trị theo chứng phác đồ của Bộ Y tế. Thì đến 9 giờ 45 phút ngày 4 tháng 8, bệnh nhân mệt, khó thở nhiều, mạch nhẹ, khó bắt, tim mờ nhanh, phổi rêu máy, bệnh nhân ngưng tim. Dù được hồi sức tim phổi tích cực nhưng bệnh nhân diễn tiến nặng và tử vong lúc 10 giờ 5 phút ngày 4 tháng 8. Thì chẩn đoán tử vong sau cùng là suy hô hấp, suy tuần hoàn, phim phổi mức độ nguy kịch do SARS-CoV-2, hạ đường huyết lâm sàng và đái tháo đường tiếp 2 và tăng huyết áp. Thi hài của bệnh nhân đã được tạm liệm theo đúng quy định của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19 và xử lý thi hài người tử vong trước khi đưa đi hỏa táng. Cũng xin kết thúc bản tin trưa ngày hôm nay tại đây. Hẹn các bạn vào bản tin chiều ngày hôm nay ngày 6 tháng 8. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.